Quý vị và các bạn thân mến, nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương được mệnh danh là bà chúa thơ nôm, một hiện tượng đặc biệt trong văn học Việt Nam với rất nhiều tác phẩm nổi tiếng như Đánh đu, Ốc nhồi, Quả mít, Lấy chồng chung. Thơ của bà rất phong phú, đa dạng, vừa dân dã, vừa thâm thúy, sống động, khiêu khích, bi hài và cả thơ mộng. Nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương là một bút pháp tài hoa độc đáo, có một không hai, được yêu mến nhất từ trước đến nay. Hôm nay, kênh Cùng Bạn Đọc Sách xin giới thiệu cùng các bạn bài thơ Đài Khán Xuân của nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương. Bài thơ do nghệ sĩ ưu tú Kim Dung thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Đài Khán Xuân. Em ái chiều xuân tới khán đài lâng lâng chẳng bận chút trần một vũng ta thương nước lộn trời để ai nhìn chung khôn tác cạn nguồn ân lạc là đâu ta cực lạc là đây chín rõ Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Còn rất nhiều điều thú vị nữa đang chờ quý vị và các bạn tại kênh Cùng Bạn Đọc Sách trên YouTube. Để kịp thời cập nhật, mời quý vị và các bạn đăng ký theo dõi kênh Cùng Bạn Đọc Sách. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.